Xin chào tất cả mọi người, hiện tại Nhân đang có mặt tại xã Diên Xuân thuộc địa phận của huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Và ngày hôm nay thì Nhân sẽ đi thăm hai mẹ con của một bà cụ lớn tuổi rồi. Mà khán giả chia sẻ rằng là hai mẹ con đều bị mù và cuộc sống thì vô cùng khó khăn. Vì vậy mà ngày hôm nay Nhân quyết định là Nhân sẽ ghé thăm hai mẹ con xem thử là cuộc sống của bà và con như thế nào. Và mình sẽ cố gắng hỗ trợ và giúp đỡ hai mẹ con bà cụ. Thì bây giờ để biết được hoàn cảnh của bà như thế nào thì Nhân mời mọi người hãy cùng đồng hành video này với Nhân để vào thăm hai mẹ con nhé. Hiện tại bây giờ là hơn 1 giờ chiều mà mình thấy là hai mẹ con của bà cụ hình như là đang ngồi ăn cơm trưa thì phải. Bà ơi, bà không có thấy được. Bà có nhìn thấy con không? Mẹ mờ mờ không có thấy anh nè. Mờ mờ không thấy hả anh? Không có thấy chút này quá đó, mờ mờ bên thấy bên không anh nè. Bên thấy bên không hả? Dạ. Ủa sao trời. Hai mẹ con của anh là đang ăn cơm hả? Dạ, ăn cơm mới xong mấy đâu, mới xong ăn được tới đó. À, ăn mới xong là em vừa tới luôn á ha. Dạ đúng rồi, dạ. Ông nghe bà. Giờ đang ăn mấy miếng mít trắng miệng rồi chứ không? À, ăn cơm xong là bây giờ là ăn tráng miệng. Dạ. Chà, ngon ha. Em đến thăm anh với lại má của anh á. Dạ. Nhà giúp bà. Vậy là anh ăn cơm xong rồi ha? Xong rồi. Mà ông đã mới em, con đang. Hai mẹ con sống với nhau gì thôi. Chưa ăn luôn, chưa ăn này. Bây giờ bà mới ăn hả bà? Giờ bà mới ăn cái mấy đâu mẹ. Bà ăn chậm lắm anh à. Dạ. Dạ. Vậy là bà cụ nói chuyện là mình sẽ rất là khó nghe bởi vì là bà nói là không có kiểm soát được phải không anh? Dạ đúng rồi. Bà rõ. À bà nói cái gì mình không biết. Dạ. Bởi vì điếc nặng tai anh à. Bị nhạt chút. Ồ. Bà ngoại ăn cơm là bới nguyên một thau gì luôn hả bà ngoại? Bà bới chứ, bà tự bới không á. À, bà ngoại tự bới luôn hả? Tự bới luôn anh à. Rồi cái cơm này là ai nấu cho hai mẹ con ăn? Cái cơm này em nấu. Ủa? Nhưng mà anh có thấy đường không mà anh nấu cơm? Không, cơm nấu dễ mà, vo điện xong bắt điện lên cắm nấu mà. Cơm dễ nấu mà. Ủa? Không có thấy gì hết trơn mà anh vo gạo, anh nấu cơm hay dữ ta? Hồi nhỏ giờ có ai chỉ anh không? Dạ không, tự biết rồi chứ. Có chỉ chứ, tự biết à. Tự biết luôn hả? Dạ, tự biết luôn à. Ủa sao hay vậy ta? Nhưng mà mắt của anh hồi xưa giờ là anh không thấy đường từ nhỏ hả? Không thấy bị nhỏ anh à. À, cái mắt anh đục hết luôn mà. Đây là bẩm sinh luôn á anh hả? Dạ. À, anh tên gì ta? Dạ, Bùi Vĩnh Tuấn anh à. Bùi Minh Tuấn. Bùi Vĩnh Tuấn. Bùi Vĩnh Tuấn. Dạ. Tên đẹp quá. Năm nay anh được bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, tuổi thân, tuổi khỉ anh à. Tuổi thân, tuổi khỉ là 80 hay là 92? Dạ. Vậy là bốn mấy tuổi hả? Dạ, bốn mấy tuổi. Bốn mấy tuổi là sinh năm 1980. Đúng không ta? 1980 giờ tuổi thân mà đúng không? Dạ. Vậy là 1980. Anh đang loay hoay anh lấy cái miếng mít. Ông mồi à. Bà ngoại bà nói cái gì không nghe được rõ. Bà ngoại nói gì anh? Ý là người ta ngồi nói chuyện chơi với Lan ngồi mãi mãi ớn bảy luôn ớn. À ý là ngồi đó ngồi mãi ngồi lâu quá ha. Mới ngồi đi Lan ngồi mãi ớn bảy luôn lại luôn. À anh ơi vậy thì má anh năm nay bao nhiêu tuổi? À bé sinh năm 1947 anh à. Sinh năm 1947 vậy năm nay là 70 mấy tuổi. Dạ. Gần 80 phải không anh? Dạ đúng rồi. Chắc cỡ 70, 78 hả? 77, 78 gì đó. Ừ. Ông ngồi dưới nhà đây nè. Dạ. Anh đang đậu nè. Sao biết. Hôm nào. À, cho em hỏi thăm là má anh á là chỉ có một mình anh là con thôi hả? À con nhớ. Mà bây giờ chết hết đứa, tròn đứa. Còn mà chị lấy chồng ở ngoài Sóng Đò kia anh à. Từ từ, anh nói á là mất một người, cho một người, còn một người chị thì đi lấy chồng xa. Dạ. À vậy thì tổng cộng là có bốn anh chị em. Dạ.
À. Mà sao tại sao lại đem cho hết một người rồi? Hồi đó khổ lắm mà, hồi đó không có áo quần á. Nó phải nhiều kia đó ổng sướng mấy cũng được, bây giờ. À, khổ là cho nên là mà đem cho bớt. Rồi anh có biết rằng là má anh cho ai không? Cho người nào ở xe không? Cái bà bán cà phê với chắc đi Mỹ rồi. Cho bà chủ quán cà phê hả? Ừ. Rồi chắc là đã đi Mỹ rồi. Đi Mỹ rồi. Wow. Vậy thì lâu giờ cái người con đó có liên lạc lại với gia đình mình không? Dạ không anh ạ. Rồi cái quán cà phê đó có ở gần đây không hay ở xa? Ở dưới Nha Trang á anh ạ, đâu phải trên đây đâu. Mà má anh là đem xuống Nha Trang cho hay là họ lên đây xong rồi mình cho? Đâu, bà ẩm bồng mới đi chơi bà cho chứ. Trời ơi, bồng con đi chơi xong cái cho luôn à? Ừ. Hồi đó sao dễ dữ ta? Dạ. Rồi từ nhỏ giờ cái ký ức về cha của anh nó có không? Dạ, ông bay mất rồi anh à. Ừ. Dạ. Bà quả tính ra là chắc là ăn khỏe nhất nhà ha. Bà ăn bà kén ăn lắm anh ơi. Kén ăn lắm hả? Thịt bà, thịt mà ăn thịt bà cũng ăn nữa thôi chứ. Thịt mà không ăn luôn. Ăn, bà đòi ăn tôm nhưng mà không à. À, quả thích ăn hải sản thôi ha. À. Chắc bà quả cũng có lý do mà, bởi vì là tuổi già sức yếu là cần phải bổ sung canxi cho xương chắc chứ. Thì đó. Tính ra bà quả bà cũng biết đó. Ừ. Vậy là thịt không ăn anh ha. Thịt không ăn, bà bỏ qua em biết à. Em phải ăn cho biết sao giờ. Hay là do là bà quả thương con cho nên bà quả bỏ thịt cho anh ăn. Đó, thịt ăn, ăn bà ngán rồi, bà ăn thịt không có nổi anh à. Dạ. Rồi hai mẹ con anh như gì anh á thì mù không thấy đường. Mẹ thì tuổi già sức yếu như thế này. Rồi hai mẹ con á là cái chi phí sinh hoạt là từ đâu? À, nhà nước cấp anh à. À vậy thì có đủ để hai mẹ con chi tiêu qua ngày không? 1.250.000 anh à, đâu có đủ. À được 1.250.000. Vậy thì ngoài cái tiền trợ cấp ra là mình không có làm được cái gì hết. Làm đi. Dạ. À. Nào vậy? Nào mà đỡ. Mình đâu rồi. Vậy là ở xung quanh mình đây á, là còn lại còn em đồ của ngoại không? Ở gần đây không? Dạ không, mấy người có gia đình ở riêng hết anh à. Rồi bây giờ anh không thấy được gì rồi cái việc mà đi lại của anh như thế nào? Hả? Đi thì đi nhà vệ sinh thôi chứ. Đang đi về bộ đỡ bộ đang đi về đỡ đấy. Ủa, ông chú ông bị tâm thần à? Dạ. À, ông chú ông bị khờ khờ. Ý là bây giờ nếu mà di chuyển đi lại anh có cảm thấy khó khăn không? Thì cũng được đi dễ đi rồi nhưng mà đi đường xe không có được, nhưng mà đi gần thì được. À đi gần gần thì được. Em nghe bà con xóm làng chia sẻ rằng là hồi trước là hai mẹ con dắt nhau đi xin ha. Là lớn hồi đó có anh à, nhưng mà bây giờ nhà nước người ta cấm rồi, người ta không có cho nữa anh à. À cấm đi xin hả? Dạ. Dạ. Rồi lâu lâu là em hay chị của anh có về thăm không? Không, mà chị với sớm đò lâu lâu bể mới vô lần, bể đâu có vô miết đâu. Sớm đò là chỗ nào ta? Chợ Góc Cái Mía. À. À, ngay chỗ đó hả? Cái đó, đó là chị của anh hả? Dạ, bà chị được á. Vậy là cái người mà cho ở quán cà phê là em hay là chị? Dạ, thằng em anh à. Em hả? Dạ. Wow. Thằng anh mất rồi. Dạ. Mà tại sao là anh lại biết rằng là em trai của mình là đi nước ngoài? Dạ, tại vì người ta nói. Người ta nói hả? Dạ. À. Hay ha, ảnh không có thấy đường mà sao ảnh nấu cơm được hay ta? Nấu cơm được mà, gắm điện lên nấu mà. Nhưng mà anh có biết định lượng được nước không? Không, nước là đổ một ke đó mà, đổ một ke nước. Đổ một ke nước hả? Ừ. À, anh coi hộp cơm coi nó cũng tương đối vậy chứ có ai đâu mà chín mà chín chứ đâu có sống đâu mà nấu cơm điện mà đâu phải em nấu cơm củi đâu sống nấu cơm củi lên bó tay luôn á
Rồi điện đài như vậy là anh mò mò rồi sao trời? Hằng cấm nó dễ lắm mà. Cấm mình nó mới cái đầu nhựa mình cấm thôi chứ ai đâu. Trời đất. Cấm nắm cái đầu nhựa cấm mà lỡ cái đầu nhựa nó rò điện rồi sao trời? Không có. Đâu mình mua nồi mới mà, đâu phải mua dây điện cũ đâu, mua nồi mới nấu mà. Rồi lỡ trong quá trình sử dụng chuột nó gặm cái sợi dây mình không biết sao? Thì kêu ông cậu quen ấy lại, mấy ông cậu bên kia hả? Rồi có những lỡ lúc mà con chuột nó cắn mà anh không biết á. Rồi anh kêu làm sao? Kêu đó phải đi kêu người. Khi nào mà mình bị giật thì mình mới biết nó hở chứ. Thì đúng rồi, mình bị tê tê là mình mới biết kêu hở chứ. Rồi lúc nó tê quá rồi xong luôn á. Không có, hồi giờ em nói tình trạng chưa nó chưa có bệnh vậy anh à. À, nói chung là cái sợi dây điện đó nó cũng to cho nên là nó chưa có tương đối. Dạ. Ở nhà hai mẹ con mà không, nhưng mà má anh có còn thấy đường không? Mẹ bên thấy bên không anh à. À, bên thấy bên không. Quái ơi, quái mờ mờ được là đồ quái cũng mờ mờ thấy. Đó, mờ mẹ mờ. Bên thấy bên không mà mờ. À. Ôi trời, hình như sắp mưa to. Ăn lâu lắm hả bà? Mày ăn lâu lắm anh à? Dạ ăn rồi. À, anh, cho em hỏi nhà anh có cái dư. Dạ, có dư cái điện thoại nào không? Dư rồi, anh cái. Chưa ăn ấy rồi. Ý là sao? Dư cái điện thoại hả? Dạ rồi. Nhưng mà anh đâu có thấy đường đâu mà sao sử dụng điện thoại? Điện thoại dễ, mình dễ nghi lắm anh à. Mình bấm cái nút lên là nghe liền à. À, cái điện thoại cùi bắp á. Có nghĩa là ví dụ không như... em chỉ cần cái điện thoại mà để nghe gọi thôi, để coi giờ để mà nghe gọi anh hả? Để mà em biết giờ em lên em lấy đồ ăn á. Biết giờ hả? À. Ủa anh có nhìn thấy đường đâu mà tại sao anh biết được giờ? Cài đặt trong cái điện thoại xong cái giờ nó kêu mấy giờ, 4 giờ hay 5 giờ hay mấy giờ là biết. À hay dữ ta. Tôi nhẹ điện thoại em à. Nhưng mà hôm nay là sao mình cầm điện thoại khi nó báo á, điện thoại điện thoại báo thức mình cài dễ mà nè. À, nghĩa là cái điện thoại người bắp sau đó mình cài cái báo thức vô. Ừ. Là tới giờ đó là biết là đi nấu cơm. Mừng ăn rồi, mừng chụp bây giờ mừng rồi. Vậy hoài. Vậy là có những lúc anh nấu cơm là nấu trễ luôn hả? Nấu trễ không biết giờ nấu luôn á anh à. Bởi vì anh đâu có thấy đường đâu. Dạ. Vậy thì bây giờ anh biết hiện tại là mấy giờ không? Dạ. Bây giờ anh biết mấy giờ không? Không có biết được. Tại vì sao có cái điện thoại mình mới dễ biết được anh. Vậy thì hồi sáng giờ hai mẹ con anh ăn mấy bữa rồi? Sáng ăn sáng giờ chiều ăn trưa nè. Sáng ăn hai bữa. Sáng giờ ăn hai bữa rồi? Hai bữa. Nhưng mà bây giờ là trời sắp tối rồi mà. Chưa, giờ chưa tối mà. Sắp tối rồi, vậy là anh nấu cơm bị trễ rồi. Có, em đi lấy đồ ăn về em mới nấu cơm mà, anh nói lẹ. Vậy là đồ ăn ở đâu mà anh lấy? Trên nhà mợ em á. Vậy là bà mợ nấu đồ ăn? Ừ. Còn cơm là anh tự nấu? Ừ. À, tính là tính chọc anh xíu mà đâu có quen mắt được anh đâu. Anh không thấy đường thôi chứ, như anh còn minh mẫn hơn mình. Tính chọc anh là bây giờ là tối rồi mà cũng không chọc được. Vậy thì một ngày là anh sẽ nấu cơm mấy lần, hai lần hay ba lần? À, có bữa đồ ăn mình nấu hai lần, ít đồ ăn nấu một lần cho mấy đâu. Vậy là anh nấu một lần là cơm đó hai mẹ con ăn cả ngày? Một lon luôn á. Nhà nấu một lon là ăn trưa với ăn chiều luôn hả? Dạ, trưa chiều luôn á. Dạ. À, trước giờ là anh có đi đâu xa khỏi địa phương không? Dạ không, ở đây hồi giờ mà. Dạ. Hồi kia còn đi nghĩa địa đi. Trời, vô nghĩa địa làm gì chóng? Đi nghĩa địa để lì xì nó cho 50, 30 có. Đợi ăn mà ai dẫn anh đi vô nghĩa địa? Dạ, mấy em đi. À, má anh dắt anh đi. Dạ. Đi vô nghĩa địa rồi người ta cho tiền. Dạ. Ăn uống quá hả? Bà hoài mới nói chuyện con mình à. Tay chân anh có bị khiếm khuyết cái gì không? Dạ không anh à, tay chân vẫn bình thường anh à. Dạ, chỉ là cái đôi mắt thôi. Vì đôi mắt thôi anh à. À, vậy thì trong cái lúc mà mình ngủ với lại mình thức á, là đôi mắt mình với lại cái ấy thị giác của mình nó có gì khác biệt không anh? Không. À, là nó chỉ một cái màu đen như vậy. Dạ. Mà ý là màu đen hay là sao anh? Nó đen thui hả? Dạ. Như cặp mắt của mình á, nó bị nổ hai con người là nó nổ hết hai cái tròng trắng anh à. Dạ. Anh ráng anh mở cái cặp mắt lên em nhìn thử coi nè. À. Vậy nên nó hỏng luôn á ha.
Hồi xưa giờ là có bác sĩ nào bảo là sẽ mổ mắt được không anh? Có chứ, thì mình không có tiền mình chữa anh à. Vậy là hồi đó ai nói với anh, ai nói với anh là mắt anh có khả năng sáng? Có mấy người nói, mấy người ta ở dưới trang ta nói, nhưng mà mình không có tiền mình điều trị. Còn thế à, bị bẩm sinh mà vẫn có khả năng điều trị hay dưới ta? Mà hồi xưa chữa được, bây giờ chữa không có được anh à. Bây giờ lớn rồi chữa đâu có được đâu, hồi nhỏ chữa được. À, mình đỡ lâu quá rồi. Lâu quá rồi chữa không được. Hai mẹ con cứ lủi thủi với nhau gì đây trời. Anh xin cái điện thoại, thì bữa nào Nhân sẽ ghé tìm điện thoại á. Nhân mua cho anh cái điện thoại để anh có thể hẹn báo thức được. Ý là hẹn giùm anh luôn ha. Anh cài báo thức luôn đi. À, ví dụ như khi mà em có tặng anh cái điện thoại là em cài luôn. Cài luôn. Nếu mà cài là cài mấy giờ? Cài 11 giờ trưa á. À, 11 giờ trưa. Là nấu cơm là ăn buổi chiều luôn á. Trời tôi ha. Mua cái điện thoại thôi hay là có mua cái sim không? Hả? Ý là có mua cái sim để gọi không? Có sim đó, mua sim luôn. Nhưng mà bây giờ sim điện thoại người ta yêu cầu là phải đăng ký chính chủ. Là mình phải xuống tận cái chỗ mà đăng ký sim á. Chụp cái mặt mình vô nữa, người ta mới đăng ký. Vậy thì nếu mà bữa nào có cơ hội á, là em chở anh đi đăng ký sim với mua cái điện thoại ngang. Mua cái sim rồi tiền đâu rồi bỏ sim để nghe gọi trời. Không ý là bây giờ người ta yêu cầu đăng ký chính chủ, mà cái sim mà sử dụng á không chính chủ là người ta cắt. Thì bỏ cái sim cho ảnh thì ảnh xài được cùng lắm tháng à. Rồi không có tiền nạp vô thì nó khó một chiều hai chiều rồi xong luôn. Rồi giờ sao ta? Nói chung là cũng khó lắm. Với như ảnh với máy ảnh thì bây giờ làm sao mà sử dụng sim điện thoại được. Rồi sau một cái thời gian không nạp tiền vô người ta cắt thì cũng như không. Thôi thì mua tặng cho anh cái điện thoại cũng được ha. Để anh có báo thức. Hay là như nào ta? Hay là thôi cứ mua tạm cái sim rồi tính sau. Xài cứ thời gian đầu. Dạ, sim bình thường thời gian nó cũng cắt rồi chị à. Một thời gian họ cũng cắt mất cái sim mà tại không có chính chủ á. Rồi trước giờ có cô gái nào đến đây rồi ngỏ ý là quen mình không anh? Không anh ạ. Không hả? Anh có để ý cô nào không? Anh bữa nay anh tả cho em cái thẻ cải lương anh. À, thích nghe cải lương. Dạ, thì nhớ. Nhưng mà anh có hát cải lương được không? À, không hát được nhưng mà buồn buồn mở nghe chơi vậy đó. À, thích nghe cải lương thôi chứ không có thích nghe cái nhạc kia. À. Bà ngoại coi như là không quan tâm tới xung quanh. Ngồi mãi nghe. Bà ngoại sợ người ta tới nhà ở lâu, bà ngoại mới kêu chứ sao ngồi mãi vậy chị? Bẻ mà anh bẻ điếc mà anh thông cảm cho bẻ không có gì hết á, bẻ chỉ bình thường không có gì hết á. Chọc bà hoài nè. Bẻ nói gì không có sao đâu. Hoài ăn hải sản không ha. Có bao giờ mà hai mẹ con nấu cơm nên không có cái gì để ăn không? Dạ không. Đâu, nấu cơm thường xuyên có đồ ăn mới chứ không thiếu anh, đâu có thiếu, đủ mẹ. Rồi cái đồ ăn đó là bên mợ nấu. À, trên nhà mợ em nấu, trên kia. Hai mẹ con tuy cuộc sống thì khó khăn nhưng mà cũng hên là cũng còn người thân là mợ cô dì chú bác đồ cũng quan tâm ha. Dạ. Ngoài ước mơ là cái điện thoại ra thì anh còn có ước mơ cái điều gì nữa không? Không. À, chỉ muốn một cái điện thoại để có nghe nhạc thôi. Dạ. Nghe tân cổ. Đúng rồi, tân cổ hay lắm, cải lương tân cổ hay lắm, đúng rồi. Nhưng mà anh có bấm được không? Bấm sao? Bấm mới mở cải lương đó hả? Được đó, mở được đó. Mình bấm lên cái nút to là nó nhảy lên cái nút hét liền à. Cái nút kề chính giữa anh hả? Vậy là trước đây anh cũng để xài điện thoại một lần rồi. Dạ. Rồi bây giờ cái điện thoại ở đâu rồi ta? Điện thoại của em bà về mới làm rớt, nó bị hở điện hư anh ạ. Ngoài làm hư điện thoại của anh rồi. Và lũ giường sao rất ba lần luôn anh à. Vậy là hai mẹ con anh cứ ngồi ăn miết vậy, đây là khi nào bà ngoại ăn xong rồi mới nghỉ. Dạ. Có khi nào mà ăn đến tối luôn không bà anh? Dạ không anh à. Ăn xong lúc nào nghỉ lúc nãy chứ. Nhưng mà em thấy bà ngoại ăn lâu quá, có khi nào bà ngoại ăn tới chiều tối luôn không? Không có anh à.
Hoài chịu khó, Hoài ngồi Hoài ăn miết thôi. Hoài chịu khó ngồi ăn chỉ chứ. Dạ. Nhưng mà Hoài bị nặng tai rồi anh ha. Dạ, bị điếc nặng tai nè. Dạ. Rồi trước khi má anh dắt anh đi nghỉ địa xin tiền vậy á, thì anh có biết được tiền nó như thế nào không? Có, người ta cho 50, 30, 10 ngàn có, đủ hết lần rồi. Nhưng mà anh sờ là anh biết hả? Dạ. Hay dữ ta. Để bây giờ em thử đưa tiền anh sờ thử là tiền đó mình giá bao nhiêu nghe. Được không? Thử nghe. Đang suy nghĩ. Để em đưa thử nha, cứ để bây giờ nhân tết anh thử mệnh giá anh biết không. Bây giờ đưa anh hai tờ à, hai tờ này anh đoán đúng là của anh luôn. Mình lau tay mày, mình lau tay mày nè. anh đoán đúng là tặng cho anh luôn cái này. Mẹ mày ăn mày. Rồi nha, em gửi anh hai tờ đây, anh suy nghĩ. Hỏi tờ này cho mừng dạ. Hả? Hỏi tờ này cho mừng. Tờ nào? Tờ này nè. Tờ bên đây á? Hả? Cho anh đón lại á. Rồi từ từ thôi. Tờ 50. Rồi đúng, tặng anh luôn. Hả? Rồi bên kia, bên tay kia. Rồi từ từ. Bên này không phải 50 hả anh? Ừ. Nhưng mà nó cái điện thoại nó cắt sim, em xài cái sim hồi giờ nó đâu có cắt ạ. Vậy là anh còn cái sim phải không? Còn cái sim. À vậy bữa nào lấy cái sim nó bỏ vô. Ừ, đúng rồi. Rồi sao? Tờ tiền đóng tờ kia được nhiêu? Dạ. Tờ kia đóng được nhiêu? Tờ này một tờ 50 rồi. Tờ này 100 không anh? Ừ? Tờ này 100 không? Không phải. Hả? Không phải. Hả là 200. Không luôn. 20 hả? 20. Vậy là lâu quá rồi không có cầm tiền cho nên là giờ hết đón được rồi phải không? Dạ. Vậy là bao lâu rồi hai mẹ con không có đi xin nữa? Dạ lâu anh à, nghỉ lâu anh à. À. Từ lúc bà bị tai biến tới giờ luôn anh. À, xong rồi nghỉ tới giờ luôn? Dạ. Quái, má anh tên gì? Mẹ Bùi Thị Dân anh à. Quái Dân ơi, Quái Dân. Đây. Có nhìn thấy con không? Quả có nhìn thấy con không? Không, bạn có thấy đâu anh ạ. Không thấy hả? Bạn không có thấy đâu, bà biết gì chứ bạn có thấy đâu. À. Bạn chỉ biết anh vô thôi, hiểu không? Dạ. Ừ, bạn biết anh vô thôi, đó, giờ mới coi tiền đó. Đó, thấy không? Biết 50 không? Biết 50 rõ ràng luôn á. Ừ. 20. Tờ 20 không? Biết liền không? Biết liền à? Biết liền à? Nhập dùng, ai dùng. Ừ, hoài giỏi ha. Biết liền hả, biết liền hả. Ừ. Ủa rồi tối hai mẹ con, tối hai mẹ con anh ngủ ở đâu? Ngủ dưới đây nè. À, ngủ phía sau đó. À, sau á, dưới, sau á. Sau có cái, sau có cái tủ tivi á. Có cái tủ tivi nhưng mà mình có coi được tivi không? À, tivi mà về mới coi được, nhưng mà con cái là cái cục đầu chẻo trên kia nó bị hư anh à. Ừ. Với lại nó bị cháy màn hình rồi. Dạ. Bây giờ phải thay cái đèn hình, mà thay cái đèn hình đất hình chiều mấy luôn. Ừ. Mắc chưa ha. Ờ, bỏ mẹ mua cái tivi mới mẹ không ngon á. Ừ, tivi mới nó cũng cỡ tầm đó rồi ha. Ừ. Cái tivi mới giờ cũng bèo lắm mà 2-3 triệu với mấy đâu. Ủa rồi cái chiếc xe lăn ở trong nhà là ai đi anh? À, chiếc xe đã keo quá mới đi không có được. Qua đây chỉ đi chiếc xe thấp thôi anh à. À vậy là bà Hoài bị tai biến là đi làm không được nữa. Dạ. Ui giời, gã bị đuối ra. Đuối ra. Mồm ra. À. Nhờ biết 4 giờ hay chứ. Hình như Hoài hình như lâu lâu hơi đáng trí phải không anh? Dạ. À. Tuổi cao rồi á cho nên là đôi khi hay nhớ những cái chuyện cũ nữa. Ngồi nói một mình luôn. Nãy giờ Hoài ăn hơn nửa tiếng đồng hồ rồi á. Ừ, ăn lâu lắm anh à. Nhưng mà trước khi mình tới để ngồi ăn rồi. Ừ. Vì là ăn chắc đâu đó cũng phải 2 tiếng rồi nè.
Bà ăn tới 1 giờ bà mới ăn là ngồi biểu. Mà sao anh biết là 1 giờ ăn? 1 giờ, không, tại vì cái thằng này nó ngồi đây nè, nó có đeo đồng hồ, em hỏi nó. Lúc đầu á, lại nó lên 12 giờ phải không? Xong nó ngồi chân đổi á, nó mới nói là 1 giờ rồi. Đó, xong nó đi về. Xong cái bà em nó qua, bà qua, bà hỏi đó, ông đứng đây làm gì? Chưa nắng ông đứng đây làm gì? Xong nó bực mình, nó bỏ về, nó chạy về đó. Vậy là cái lúc nãy á, nãy anh chưa tới á. Vậy thì ước mơ lớn nhất của anh trong cuộc đời anh là anh ước cái gì? Cái ước mơ lớn nhất trong cuộc đời của em mình? Em bây giờ em ước, em tệ có vợ, tệ có vợ em ấm ức lắm anh. Không, mình nghĩ người ta có vợ sung sướng không? Mình là đâu có muốn người ta. Ý là mình ao ước có được một người vợ. Nhưng mà mình ước có một người vợ nhưng mà mình biết sao nó về nó giặt giũ nó lo nó săn sóc cho mình, anh hiểu không? Chứ em thì đồ em đâu có ai giặt, em mặc tự em giặt, có ai đâu giặt. Rồi khi nhưng mà anh lấy cô ấy về như vậy, anh có cảm thấy là thiệt thòi cho cô ấy không? Thì cũng thiệt thòi chứ. Nhưng mà em nói anh, đứa con gái bây giờ mắt mù nó đâu có chịu đâu, nó đòi hỏi mắt sáng à. Cho nên cái đó coi như là cái ước mơ của mình thôi. Chứ em nghĩ rằng là khi mà em hỏi ước mơ của anh thì anh phải ước mơ là đôi mắt mình sáng chứ. Thì em cũng muốn sáng đôi mắt lắm mà không được anh à, chứ đâu phải như vậy. Em cũng muốn lắm chứ, đâu phải là không muốn đâu. Cũng muốn lắm, nhưng mà khả năng là không được. Không được. Cho nên là mình ước cái khác là mình ước có vợ. Nhưng mà cảm thấy nó cũng xa vời quá. Dạ đúng rồi. Đôi khi lấy vợ thì cũng thiệt thòi cho cô ấy ha. Thấy có một số người khiếm thị á, họ vẫn đi làm được anh. Dạ đúng rồi. Đi làm cái gì sau bóp bán việc gì cho không? Mấy cái điều đó em biết rồi, mấy cái chỗ đó làm tâm làm chỗ với anh à, chỗ đó thì em biết rồi. Không, cũng có nhiều lắm. Như thì nhiều chứ. Rồi nếu như mà bây giờ anh mà lấy một cô mà cũng không thấy đường về nữa thì có thể biết đâu được là gánh nặng cho anh với lại cái cô đó luôn không? Anh có sợ điều đó không? Thì cũng có chứ, phải lo sợ điều đó chứ. Thôi cái chuyện đó nó khó quá. Khó lắm anh à, chứ không phải dễ đâu. Chuyện đó nó nằm ở một cái tương lai xa chứ không phải tương lai gần, cho nên thôi cái gì khó quá mình bỏ qua. Dạ, giờ lo cuộc sống hai mẹ con hàng ngày qua ngày thì em cũng muốn lắm mà không được, chứ đâu phải là được đâu. Như là hàng ngày là mình sẽ tự giặt đồ. Tự giặt chứ đâu có ai đâu giặt cả mình. Anh không thấy đường mà anh lủi thủi giặt đồ được cũng giỏi nha. Mình giặt sạch, mặc sạch, giặt dơ, mình mặc dơ chứ có gì đâu. Mình giặt là giặt nước không hay là có giặt xà bông không? Mình đổ xà bông vô mình giặt nó chứ. Nhưng mình giặt cái nước cuối á, cái nước mà xà bông nước dơ mình đổ ra, mình giặt thêm nước nữa. Vậy thì những cái đồ dùng sinh hoạt trong gia đình nếu mà hết thì sẽ nhờ người mua hả? Dạ, đúng rồi, phải nhờ người mua. Ui trời, sắp mưa lớn rồi ta. Không, ông làm cho ông có mưa nổi đâu anh à, hôm qua ông đâu có mưa đâu mẹ. Bây giờ anh cá cái gì với em không? Nếu mà bây giờ trời mưa thì sao này? Nếu mà nó mưa thì thôi gì đâu mà. Nó mưa thì thôi. Nó mưa thôi hả? Thôi, bây giờ nói thiệt cho, bây giờ nó muốn nói chuyện với bà ngoại cũng khó. Dạ. Bởi vì bà ngoại đang tập trung vào cái thau cơm của bà ngoại, không thể nào tách rời được. Bây giờ nếu mà lấy cái thau cơm của bà ngoại đi, chắc bà ngoại sống chết cho mình luôn nè. Phải không anh? Nếu mà bây giờ em lấy cái thau cơm của bà ngoại đi thì có ảnh hưởng gì không? Không, bây giờ em kêu bà đừng ăn nó cũng được thôi chứ có gì đâu mà. Nhưng mà bà ngoại đang ăn ngon miệng gì đó mà. Kệ bà ăn nó, cho bà ăn sướng miệng gì đâu mà. Dạ. Thôi cái thăm hai mẹ con của anh. Dạ. Thì thấy cuộc sống hai mẹ con lủi thủi có một mình gì thì cũng khó khăn. Tại vì không có ai lao động được hết. Dạ. Vì vậy mà ghé thăm hai mẹ con anh á, thì em cũng sẽ trích một cái khoản tiền nho nhỏ của cô Hà. Dạ. Cô Hà ở bên nước ngoài á. Dạ. Gửi tặng hai mẹ con là 2 triệu ngang. Dạ. Nhân sẽ thay mặt cô Hà sẽ gửi tặng hai mẹ con ảnh 2 triệu rồi để dành có cái chi phí sinh hoạt, rồi có mua cái gì thì mua anh ha, em gửi anh ngang. Dạ.
Rồi em thay mặt cô Hà chúc hai mẹ con anh có nhiều sức khỏe nha. Dạ cảm ơn anh. Còn cái điện thoại của anh thì dịp khác em ghé thì em tặng anh nha. Dạ rồi. Và chúc anh sức khỏe nha. Dạ rồi. Con đi nha mẹ ơi. Dạ rồi. Ba. Bye bye. Bà ngoại ăn mà không nghỉ luôn. Con đi nha ngoại. À, anh từ từ đi anh à, mưa anh à, từ từ. Không sao đâu, không sao đâu. Anh ngồi anh lo cho bà ngoại nghe. Dạ, đi nha. Rồi, rồi. Dạ. Anh về.